Mandanaze 12 tuổi khi em bắt đầu bước vào cuộc đời của một nô lệ. Đó là vào mùa xuân năm 1994, thời điểm mà rất nhiều người trên thế giới này tin rằng khái niệm nô lệ đã vĩnh viễn bị loại bỏ. Trong ký ức của Mende, không bao giờ phai nhạt hình ảnh cái đêm kinh hoàng đó khi toán cướp Ả Rập càn quét ngôi làng của em. Chúng đốt nhà, giết người, cưỡng hiếp phụ nữ. Mende và rất nhiều trẻ con trong làng bị chúng bắt và đưa đi. Chúng bắt cóc trẻ con để bán làm nô lệ. Trong tuyên ngôn chung về quyền con người của Liên Hợp Quốc năm 1948 ghi rõ, không một ai phải bị làm nô lệ hoặc phải hoạt động khổ sai. Sự chiếm hữu và buôn bán nô lệ dưới mọi hình thức phải bị nghiêm cấm. Hơn 50 năm sau khi bản tuyên ngôn này ra đời, vẫn còn những người da đen ở châu Phi bị buôn bán như súc vật. Họ không chỉ bị mua đi bán lại, họ còn bị tóm bắt trong những cuộc săn lùng nô lệ, nơi hàng trăm người bị giết hại, bị cưỡng bức, bị hành hạ và lăng nhục. Đây là một câu chuyện mà chúng ta cần đọc để thấy rằng còn không ít người trên thế giới đang phải gánh chịu những thảm kịch do chính đồng loại gây ra. Trước năm 12 tuổi, vây quanh Mende là tình yêu thương của cha mẹ, của những người dân bộ tộc Nuba, là khung cảnh đẹp đẽ và thanh bình của ngôi làng dù vẫn còn nghèo đói. Nhưng chỉ sau một đêm, em đã phải trải qua những đau đớn và kinh hoàng nhất mà con người có thể gặp phải. Trong những năm dài đằng đẵng của cuộc đời nô lệ, Mende phải làm tất cả những công việc mà chủ nhân của em có thể nghĩ ra. Và cho dù có cố gắng đến đâu, em vẫn bị đánh đập tàn nhẫn, bị giam cầm và bị đối xử như súc vật. Đằng sau cánh cửa của ngôi nhà đó là thế giới của ánh sáng, của tự do, của tiếng cười đùa của những đứa trẻ. Vậy mà bên trong này, Mende cùng các bạn mình bị tước đi hết thảy những thứ đó. Mende đã không thể hiểu sao em phải gánh chịu điều đó. Tại sao những đứa trẻ Nuba phải gánh chịu điều đó? Tại sao hàng chục nghìn người ở đất nước em phải gánh chịu điều đó? Tại sao con người có thể đối xử như vậy với chính đồng loại của mình? Mendanaze vẫn còn coi mình là người may mắn, bởi sau 7 năm sống cuộc đời nô lệ, em đã trốn thoát nhờ sự giúp đỡ của những con người tốt bụng và nhân hậu. Nhưng còn bao nhiêu người khác, còn những cô cậu bé Nuba bị bắt làm nô lệ như em, giờ này họ đang ở đâu? Cuốn tự truyện của Mende không gây cho người đọc cảm giác nặng nề, bởi em dùng rất nhiều thời gian để kể về những ký ức tươi đẹp thời thơ ấu. Nhưng không phải vì thế mà những thảm kịch em phải trải qua bớt đi sự kinh hoàng. Đọc nó nghĩa là bạn không thể không đặt câu hỏi, tại sao lại tồn tại những sự thật đau lòng và trần trụi đến thế? Và đọc nó còn có thể làm cho con người ta nhận thức rõ hơn về việc mình có thể làm gì để làm cuộc sống này tốt đẹp hơn. Nô lệ là thông điệp mà Mende muốn gửi tới mọi người, là niềm mơ ước của em về một thế giới mà không một đứa trẻ nào phải gánh chịu thảm kịch mà em phải chịu, và không một con người nào bị bắt phải làm nô lệ như em.